Ok, hello, xin chào các bạn nhé. Hai chào mọi người, mình tên là Máy Ảnh Review đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy Nikon Copics 775. Đây là một trong những chiếc máy khá là xưa rồi. Tuy nhiên là hiện nay đang là cái trào lưu mới, đang là cái mod chơi lại những chiếc máy kỹ thuật số xưa nha. Bởi vì những chiếc máy này nó sẽ tạo ra những bức ảnh là có cái màu sắc khá là độc lạ. Nó gọi là ảnh cũ cũ xưa xưa nha, khá là hay lắm. Rồi đầu tiên thì mình hướng dẫn mọi người á, thì lắp thẻ nhớ ở đây nha. Thẻ nhớ mình lắp ở đây nè. Mình muốn tháo thẻ nhớ ra thì mình nhấn nút này, ấn nút này xuống thì nó sẽ trồi ra như thế này nha. Mình rút ra, mình lắp vô thì mọi người lắp theo đúng chiều như thế này, gắn gắn vào. Rồi pin thì chúng ta sẽ gắn đây nha. Đây những pin nó nằm đây nha. Rồi sau khi mà gắn thẻ nhớ và pin xong, chúng ta sẽ mở nguồn cho máy, bật đây lên. Đó, khi mà chúng ta đã lắp thẻ nhớ xong thì máy sẽ chạy ra như thế này ha. Thì máy sẽ chụp ở chế độ auto. Auto tức là khi mà ra ngoài trời sáng thì nó không có mở đèn led, nhưng mà vô bóng tối nó sẽ mở đèn led nha. Bây giờ mình chụp thử một cái vật thể này nha. Đó. Rồi ok, là máy chụp ok này nha. Đó thì cái việc chụp ảnh thì nó cơ bản rồi, mình chỉ hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy thôi. Ở trên cái máy này nó sẽ có những chức năng chụp. Ví dụ thường thì mình chụp ở chế độ auto nè. Mình gạt qua đây là chụp chụp này thì chụp hoa lá cành, này là chụp chân dung. Ấy cái này chụp cảnh vật. Không, chụp này chụp người, cái này chụp chân dung. Cái này là chụp người vào ban đêm, cái này là chụp phong cảnh. Cái này là như là giống như là chụp có tuyết vậy các bạn. Cái này giống như là chụp như trời mưa hay gì đó. Còn đây là quay phim. Còn qua đây là xem lại hình đã chụp. Ví dụ mình lắng ở đây là mình vừa xem lại cái hình mình vừa chụp nè. Đó, thực ra thì cái đối với những cái máy như thế này là mình chỉ chụp là để chế độ auto mình chụp à. Còn những chức năng này nó cũng giống vậy thôi, chứ nó không có khác gì đâu. Còn các bạn muốn chụp thì chụp nha, nhưng mà mình thì mình chỉ thường để chế độ auto thôi. Đó là việc chụp ảnh. Rồi vấn đề mà mình muốn tắt đèn LED đó, thì mình ấn cái nút cái này zoom xa gần nè ha. Hai cái nút này là zoom xa gần. Rồi hai cái nút này là cái nút lên trên là monitor. Mình thấy cái chữ monitor là nó là màn hình, mình ấn một cái nó sẽ hiện ra cái màn hình đó, nó sẽ hiện lên đây để mình ngắm qua trên cái hình này nè. Còn mình ấn tiếp nữa thì nó sẽ không có hiện mấy cái chữ đó. Mình ấn tiếp nữa là nó tắt cái màn hình này để tiết kiệm pin á. À, mọi người muốn tiết kiệm pin thì tắt cái màn hình này, nhưng mà mình sẽ ngắm chụp, mình ngắm qua cái view này nha. Cái view ngắm này nè. Chỉ có những chiếc máy cũ cũ xưa xưa thì nó có những cái view ngắm này thôi, còn máy đời mới là không có này nha các bạn. Rồi mình sẽ bật cái màn hình lên để hướng dẫn mọi người nó dễ hơn. Rồi các bạn muốn chụp mà có đèn LED hay tắt đèn LED thì nút này nha, mọi người nhìn đây nè. Mình ấn một cái nó sẽ ra cái hình này là tắt đèn LED nè. Mình ấn cái nữa là nó ra này là có đèn LED nhưng mà có chế độ chống mắt đỏ. Mình ấn cái này nó ra luôn luôn mở đèn LED. Luôn luôn mở đèn LED là lúc mà mình ra ngoài trời sáng hay vô bóng tối thì nó cũng mở đèn LED hết. Mình ấn lúc nữa là chụp có đèn LED nhưng mà chụp chụp người ban đêm. Ấn cái nữa là auto ha. Rồi đó là những cái nói vậy. Cái số này là số 88 này, tức là thể hiện cái số ảnh mà mình còn có thể chụp được đối với cái thẻ nhớ này. Và cái máy này thì các bạn đừng có bỏ thẻ nhớ cao quá nha. Ví dụ thẻ nhớ khoảng 1GB thì được. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà nếu mà cao hơn 1GB thì sẽ không có nhận đâu nha. Thường những máy cũ thì nó chỉ đọc được những cái thẻ nhớ cũ thôi. Rồi mình ấn bên đây nó ra cái này là chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Mình ấn tiếp cái này nữa là ra cái hình này giống như quả núi nè. Là chụp nhanh phong cảnh à. Ví dụ mình muốn chụp về phong cảnh, mình ấn cái này nè, chụp nó sẽ chụp nhanh hơn. Nó không cần lấy nét mà nó hiểu đang là chụp phong cảnh nha. Mình ấn một cái nữa nó ra cái này là chụp macro. Chụp macro tức là chụp hoa lá cành á. Mình ấn tiếp cái này là chụp hẹn giờ là bình thường lại. Này chế độ bình thường lại. Rồi cái phần quick này là xem lại hình ảnh đã chụp à, xem những cái hình trước đã chụp nha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh máy nha. Cái nút transfer này là transfer này là gì mình cũng chưa biết nữa nha các bạn. Và cái nút menu này mình ấn vào nút menu nha. Menu này sẽ cho chỉnh những cái hình thức à. Bây giờ mình sẽ chỉnh ngôn ngữ trước nha. Chỉnh ngôn ngữ trước.
Đó, đầu tiên mình bấm vào những nơi này có số này chữ số 1 này chữ S nè. Chữ S là setup á. Setup thì mình bấm vào đây ha, bên này đang là ngôn ngữ tiếng Nhật nè. Thì mình sẽ chữ vào chữ Land nha. Chữ Land là language á, mình ấn nút qua nè. Đó thì mình sẽ chọn chữ Z là chữ tiếng Nhật còn E là tiếng Anh nha. Rồi ok rồi đó. Rồi bắt đầu mình chỉnh lại nè. Ngôn ngữ rồi thì bắt đầu thoát ra lại. Thoát ra lại thì mình bắt đầu lên trên nha, bắt đầu lên số 1 lại nè. Số 1 qua đây chữ quality này là image quality, tức là chất lượng hình ảnh. Nó sẽ có 3 mức là file, normal và basic. Bạn chọn file là chất lượng cao nhất, normal là chất lượng trung bình. Bình thường basic là chất lượng cơ bản nha, mình chọn normal. Size size là chất lượng hình ảnh. Full là chất lượng cao nhất, còn XGA là trung bình, còn cái VGA là cơ bản thôi. Thì các bạn chọn chất lượng hình ảnh cao nhất sẽ ra chất ảnh đẹp đẹp nhất, nhưng mà chụp thì sẽ nhớ nó ít hơn. Rồi chữ A này là white balance. White balance nó sẽ có những cái chế độ là gồm có auto nè, white balance reset, rồi file, rồi này nó những cái chức năng khác nè, những cái này ha. Thì mình chọn là auto nha. Còn các bạn muốn chỉnh ra những cái màu lạ thì các bạn chỉnh vào chỗ white balance nha. Rồi mình chọn là auto. Chữ S này là continuous là chụp liên tục á. Tức là mình chụp một tấm rồi nghỉ, rồi chụp nhiều tấm. Rồi là chụp liên tục 3 tấm liên tục vậy đó. Thì mình chọn single nha, thật ra mình chụp ít thôi. Rồi cái này là BSS, này là BSS, này là mình không biết nha các bạn, tại nó viết tự tắt quá mình không biết BSS là gì. Cái này là tăng giảm màn hình. Tăng giảm màn hình, ví dụ mình lên trên này nó màn hình nó sẽ sáng hơn nè. Đó mình xuống là màn hình nó sẽ tối hơn nha, mình để mức là 0 nha. Rồi các bạn muốn chỉnh thế nào nó chỉnh. Chỉnh sáng tối màn hình đó, mình để mức là mới mức 0 nha. Rồi cái này là image sharpening, tức là chất là độ độ nét của màn hình. Ví dụ như auto là tự động nè, normal là độ nét trung bình, độ nét cao, độ nét thấp, tắt, mình tắt rồi. Rồi bên phần chỉnh thì nó có chỉnh những cái này như thế này thôi. Thật ra trong cái phần chỉnh này là các bạn chú ý ba cái điều là chất lượng hình ảnh nè, size và white balance. Còn những cái phần khác thì các bạn để auto là được rồi. Rồi qua ngoài đây thì nó chữ S là setup nè. Setup thì nó là brightness, là độ sáng màn hình, độ sáng của cái màn hình đó. Auto transfer gồm có cái này mình cái gì mình không biết nha các bạn, nhiều quá mình không 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 biết hết. Cái này number, tức là lúc mình chụp nó đặt tên cái file á, đặt tên file như thế nào đó. Là còn memory format, tức là format là thẻ nhớ. Đất là chỉnh ngày tháng. Auto off tức là sẽ tự động tắt máy khi mình không sử dụng. Video mode sẽ có là mình chọn là NTSC, tức là quay phim á. Quay phim mình chọn là NTSC, và cuối cùng là ngôn ngữ nha. Ngôn ngữ thì máy này có hai ngôn ngữ là tiếng Nhật và tiếng Anh. Rồi mình ấn nút menu là trở lại bình thường. Rồi cơ bản thì máy chỉ có nhiều chức năng đó thôi. Và thường thì mình chỉ để auto mình chụp nha. Giờ mình chụp tiếp một tấm nữa nè. Rồi ok ha, đây là hình ảnh nè, mình xem là hình đã chụp, mình bấm trên này nha. Đó, hình số 1 nè, hình số 2 đang load hình nha. À, mình bấm lên nút xuống, bấm hai nút này nè các bạn, 54 nè. Rồi cơ bản mình đã hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này rồi nha. Đây là một chiếc máy khá là hay á. Nhìn cũng thích lắm, hiện nay là đang trào lưu nha. Hiện nay nhiều người thích trong chụp loại máy này lắm á. Rồi giờ chào các bạn nha. Thì nếu thấy clip hay thì các bạn sẽ nhớ ủng hộ mình. À, mình tên là Máy ảnh Lý Bill nha. Mình có hai cái trang bán hàng tên là Facebook Máy ảnh Lý Bill và Instagram Máy ảnh Lý Bill. Các bạn có thể vào trong đó tham khảo để tìm cho mình những chiếc máy ưng ý nha. Nếu có nhu cầu tư vấn gì thì các bạn nhắn tin cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào mọi người.